một cái, nó kiểu như một cái xà lan thì phải. Nhưng mà hiện tại là nó đã bị ngập nước rồi. Nó đã bị gần như là đắm rồi. Đắm nhưng mà may là đắm ven bờ. Ven bờ sông Lam. Các bạn thấy sức mạnh thiên tai không? Quá kinh khủng. Mình sẽ đi bộ ra đoạn này một tí, mình không dám ra xa bởi vì sóng nó cuốn ấy. Sóng nó mà chỉ cần ập lên cái là nó cuốn đi luôn. Đây có một cái con tàu, một cái thuyền này, một cái thuyền nhỏ này, bạn nhìn thấy không? Đầu kia là có một cái xác tàu, đầu kia có một cái...